trong cái chỗ này là khích khích không à, cái quan tài á là khích khích này là đào lên, ông đào một cái thấy mấy đồ đàn ông á, rồi đồ đào một cái nó thấy mã người con gái trẻ trẻ, rồi đào một cái nữa thấy mã trẻ trẻ nữa, rồi đào một cái thấy đàn bà. Gia đình mình xử lý như thế nào thưa cô? Thì bây giờ ảnh kỳ lắm, ảnh ngang lắm, ảnh không giống người ta cầu nguyện đâu, phải giống chị thì không đánh đổi. Ổng thấy vậy rồi phải không, ổng không có lấy cốt, ổng lắp lại luôn, ổng lắp luôn, đổ cát lên luôn. Phải ổng cúng, ổng xin ta là cứ thầy lại tụng kinh lúc đầu tiên là ổng phải chết. Chết trong vòng 3 tháng 7 ngày đó là liên tục luôn, không có ngưng nha. Là ổng chết chưa được, nhỏ kia chết mới có tháng mấy ngày, cái ổng, cái thằng Phụng, thằng Thêm, ông Phương, rồi thằng Khá, 4 người luôn. Không còn mạng nữa, 13 người đó bây giờ đi Sài Gòn hết trơn rồi, đâu có ai dám ở nhà này, ai dám ở chết nữa. Bốn cái quan tài vẫn còn đang ở dưới, vẫn còn ở dưới to nổ giống chết nổ gì không đó. To nổ hay mưa hả con? To nổ, không ai dám ngủ đâu nhà này. Rồi á lại tối hả, ngủ con đêm một tối lại tắm nước vô đi nè, tắm nước xào xào, rồi đi ra, mình ra không thấy ai hết, cái lại mở cửa gầm gầm không thấy ai hết. Chiều cúng cơm rồi đó mà còn lại xối nước dọc nước nha, bụp bặt ở đây nè. Cô chạy anh trước ra ngủ đêm mà chỉ đi Sài Gòn đó, vô đây không thấy ai người nào hết mà nước còn y nguyên, mà dọc vậy nè mà không thấy ấy, không có làm cơm cúng, không có dở cốt lên luôn, chỉ có thấy quan tài, thấy người già đàn ông nha, rồi tới người trẻ trẻ, còn người trẻ trẻ là nữ, hai cái đó nữ, bên đây là đàn bà nè, là một hàng này luôn nè, bốn cái quan tài một hàng. Đào lên là thấy cái giò, cái quần, cái giò này để xuông gì nè, mà cái quần còn xương nó mục hết rồi. Rồi tôi nói trời, anh không đào lên, ông nói đào lên rồi biết nhà cửa người ta đâu thì đem vô đi, cái chỗ này người ta có chỗ để xương nè. Dạ, không chịu, ông lấp luôn, ông lấy cát á, cho Thanh lắp lại luôn, là thằng thợ đó lắp lại cất luôn. Bốn thành viên trong gia đình mất, mỗi người một cái nguyên nhân. Đúng mà rồi. Nguyên nhân nào nó cũng rùng rợn hết. Có người biết trước mình mất luôn, biết rồi luôn. Có anh người... tôi đó. Dạ. Anh tôi nói trời, hai tháng mấy nữa ta chết, ngay bất luôn. Ngày trời, tôi nói chưa được 3 tháng, ổng mới có là hồi tháng 12 phải không? Ổng nằm thấy liền là ta cho hay ha. Là qua bắt đầu qua tháng vô tháng 2 mình nè, mùng 6 đó là ổng ra đi liền đó, mới đây nè.